Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm nấm linh chi Pochon Hyolin đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh tiểu đường cũng như là kiểm soát lượng đường trong máu. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng mỗi năm tại Việt Nam có rất nhiều người mắc phải căn bệnh đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường đúng không ạ? Và căn bệnh này thì nếu như không chữa trị kịp thời, nó sẽ để lại rất nhiều biến chứng nguy hiểm với chúng ta. Chẳng hạn như là ảnh hưởng đến thị lực, ảnh hưởng đến tủy, thậm chí là còn gây tử vong cho rất nhiều người. Và với căn bệnh tiểu đường này thì chế độ ăn uống của chúng ta thì cũng phải cần rất chú trọng để làm sao kiểm soát được lượng đường trong máu một cách tốt nhất. Chính vì vậy, việc ăn gì, uống gì cũng như sản phẩm gì có thể kiểm soát được lượng đường trong máu và hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh này luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm đúng không? Chính vì vậy, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm nấm linh chi Pochon Hyolin trong việc là hỗ trợ điều trị cũng như là kiểm soát lượng đường trong máu. Được biết đến như là một trong những đất nước đi đầu trong các loại thực phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ sức khỏe của người dùng. Hàn Quốc là một trong những đất nước có rất nhiều sản phẩm chất lượng được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi những tác dụng từ những sản phẩm đó mang lại. Và chẳng hạn như sản phẩm tinh chất hồng sâm Pochon Hyolin như trên tay Kiều Anh đang là một trong những sản phẩm đi đầu trên thị trường hiện nay với những công dụng và tác dụng mà nó mang lại cho sức khỏe của người dùng. Sản phẩm này thì đã được chứng minh là có công dụng nhất định và tác động lên cơ thể của người mắc bệnh tiểu đường, giúp họ điều trị được căn bệnh này hiệu quả hơn, đồng thời là kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Và với hai thành phần chính đúng như tên gọi của nó, đó chính là từ hồng sâm 6 năm tuổi và nấm linh chi. Nếu như trong nhân sâm có chứa nhiều saponin và ginsenosid giúp ngăn chặn các tình trạng biến chứng của căn bệnh tiểu đường, thì nấm linh chi đã được chứng minh là kiểm soát tốt lượng đường trong máu và thậm chí là còn không có biến chứng khi sử dụng sản phẩm tinh chất hồng sâm linh chi. Trong nấm linh chi có chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học. Polysaccharide trong nấm linh chi làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Như vậy, có thể thấy cơ chế hạ đường huyết của nấm linh chi là do cải thiện tuần hoàn máu tuyến tụy, cải thiện chức năng sinh lý của tuyến tụy, làm tăng nồng độ insulin huyết tương và thúc đẩy chuyển hóa đường. Vâng, và từ những hợp chất đó cũng như là từ những tác dụng đó mà nấm linh chi đã được kết hợp với nhân sâm trở thành một trong những dòng sản phẩm đi đầu trên thị trường với những công dụng mà nó mang lại cho người dùng hiện nay. Và mặc dù được chế biến thành dạng túi và dạng nước như trên tay Kiều Anh, tuy nhiên thì sản phẩm nấm linh chi cũng như là nhân sâm khi được chế biến thành dòng sản phẩm tinh chất này vẫn giữ nguyên được những tác dụng mà nó mang lại đối với người mắc bệnh tiểu đường. Và còn hơn hết, đó chính là khi được chế biến thành dạng nước như này thì khi chúng ta sử dụng sẽ hấp thu được tốt hơn, đồng thời là có hiệu quả cao hơn. Ngoài ra thì với việc chế biến thành dạng túi và được bày bán như thế này thì còn tạo điều kiện cho những người không có cơ hội đi đến Hàn Quốc mua được những sản phẩm nấm, nhân sâm hay là nấm linh chi. Vâng, và như Kiều Anh đã chia sẻ rồi, sự kết hợp giữa hai sản phẩm, giữa hai nguyên liệu tuyệt vời này thì đã cho ra đời dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm nấm linh chi như trên tay Kiều Anh. Và sản phẩm này thì đã được chứng nhận cũng như là đã được kiểm nghiệm, kiểm định rõ ràng. Vậy nên là trong quá trình dùng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và các bạn hãy nhớ nhé là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì chúng ta cũng cần có cách dùng đúng đắn. Đối với người mắc bệnh tiểu đường thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một gói và mỗi lần thì chúng ta nên dùng trước khi ăn từ 30 phút cho đến là 1 giờ. Và thời điểm tốt nhất đó chính là chúng ta nên dùng vào buổi sáng bởi thời điểm này thì dạ dày của chúng ta sẽ hấp thu được tốt nhất các vi khoáng chất, các dưỡng chất mà sản phẩm tinh chất này mang lại. Và tất nhiên rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt và chất lượng thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm linh chi đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.